Nhà gì cây cối lá rụng tùm lum hết. Bác Năm, mẹ con mới đi chợ mà quên mua sả. Bác kêu qua nhà bác xin tép sả là bác cho xin tép sả bác. Con nhỏ con gái bác ở sau bếp á, cho ngoại kêu nó đưa cho. Con gái bác sao biết hả bác? Nó đang làm công chuyện đó sao á, ra kêu nó đưa cho. Dạ. Em Má, trời ơi, anh mà em tưởng đâu ai không à, đi đâu đây? anh tính qua đây xin em cho anh hôn cái. Gì? Tự nhiên ở đâu qua đây xin tôi hôn cái? Tôi mét mẹ tôi nè. Ê, anh xin bác Năm rồi, không tin anh hỏi bác Năm cho coi nè. Bác ơi, em nó không cho con. Bác ơi, Trời ơi, con nhỏ đó ích kỷ. Nhỏ nó kỳ cục cái mày. Cho nó ăn miếng đi, chết chóc gì con. đó nghe chưa, anh xin bác xong xuôi hết trơn rồi anh mới vô đây đó. Đây cái hả? Vậy này thiệt chứ. Một cái thôi nghe. Nè. Quá thơm. Anh về nha. Bác Năm, Gì đó con? mẹ con bà đang kho cá bánh á mà thiếu ớt, bác cho xin mấy trái ớt bác. Con ra làm sao con lấy đi. Con gái bác ơi sao hả bác? Nó làm sao á, ra nó đưa cho. dạ em đang làm vậy? Gì nữa vậy ông? Cho anh xin hung cái đi. Ê, ê ê ê đi đâu đi đâu? Anh là anh xin bác rồi, không tin hỏi bác cho nghe. Bác ơi, em nó không cho con. Bác ơi, mày cho nó ăn miếng đi con. ủa bác Năm, hôm qua mày làm nó một cái chưa đã hả, bữa nay qua xin cái nữa. Em nói bác biết chừng hả? Chung lẻ ơn sao có gạo không em? Không. Vậy thôi về trước. Dạ thưa bác, con về. Ý quên, bác cho hung thêm cái đi nha bác. Trời ơi, thằng này cũng liều dữ vậy trời, vậy mà gán quay lại hung cái mới vừa lòng. Ôi nó khùng, kệ nó đi, để xíu mẹ qua mẹ mắng vốn mẹ nó cho. Vô ăn cơm nè. Vậy là cái gì đến rồi nó cũng đến. Tôi với nàng yêu nhau từ dạo ấy. Dạ rồi, 3 năm ông sau lại cho này tôi. tôi lụng với nó đâu có khùng. Không giữ, không giữ thấy sợ ghê trời. Thì chứ hồi đó qua chọc ghẹo chi không biết nữa, chọc ngay con cọp. Thì chứ trên trời dưới đất không có cái gì mà sợ ngoài con gián hết trơn. Thì chứ không lẽ giờ ước làm con gián gì chứ. Còn hai chưa ai lỗi thùng kéo kéo qua đây hát vậy trời. Bục đây con. Bục? Bục gì? Bục trong phim mà trời. Sao nghe tiếng không thấy hình gì hết trơn vậy? Thấy con sợ vợ quá, ở xuống giúp mày nè con. Trời ơi, sao giờ này không mới chịu xuống? Hồi đó con cưới vợ sao không cản con? Chứ giờ gạo nấu thành cháo rồi mới xuống. Đi nhậu đi con, hết sợ vợ liền. Hả? Thôi, Bục, đi Bục ơi, Bục. Đi nhậu hết sao vợ? Ngon ha, bữa nay bà đặt đi nhậu nữa ha. Trời ơi, một con chịu muốn không nổi, vợ sao ra hai con dưới trời. Tôi cho đi nhậu nè. Bục ơi, Bục ơi, Bục ơi, Bục